Thì cái ở cái lượt trận số 3, cái lý do mà bọn mình không cắt trận OG là vì OG đánh một đội tuyển hơi yếu, đó là Thunder Predator. Thực ra nếu mà anh em xem thì chắc là anh em fanboy xem gọi là ngồi sung sướng là chính. Còn thực sự bảo những cái người xem theo kiểu là công minh 50-50 thì thực sự là không thích chắc chắn. Tại vì cá nhân mình mà nói thì mình nghĩ đấy sẽ là một trận đấu một chiều thôi. Khá lệch đúng không? Thunder vẫn đúng rồi. Mà xem những cái game lệch không hay đâu. Cảm ơn Ấn Lê Trần Quốc nha, mình đã nhận được rồi cái kèo OG ban nãy. Nào quay Rồi, trở lại quay trận trở đấu lại này trận đi. đấu này thì Chính xác. em thấy là bên phía EG thì ban thêm Medusa, một cái con hero rất là nổi tiếng của 2-3 sao bên. Vâng, anh em ở trên kênh thì có nghe thấy tiếng tiếng in game không nhỉ? Hình như anh em trên kênh thì vẫn nghe thấy tiếng in game mà tại sao tôi lại không nghe được tiếng in game nhỉ? Rồi cái đấy để check Anh sau. thử Nào, anh đây em này, nhìn em này. nhắn nhắn cho anh Hưng cho. Không biết bạn ấy Khánh Cát thì có nghe được tiếng in game không? Mà Chắc là tôi đang khó chưa nghe chứ, làm thấy. gì có chuyện nào hát lại không nghe thấy thì tiêu quá. Đâu anh xem nào. Em Đấy, nói em đi. tắt anh Hưng rồi, anh Hưng vào ngay mà. Nào, easy lựa chọn ban số 5, một cái giải đấu mà mình không lên được công ty các bạn ạ. Mình vẫn bị sick ở Hải Phòng nên là cái công việc setup nó cũng hơi bị phức tạp hơn một tí, xong lại còn là cái giải to nhất của năm nữa. Nào để xem Easy sẽ ban cái gì đây. Thời gian còn khá nhiều dành cho các đội viên ở Easy. Hôm nay thì Easy đã đánh một trận, đó là chiến thắng 2-0 trước Aster. Mình thì không có cơ hội theo dõi khi mà trận đấu đấy thì mình cũng phải bận các một trận đấu khác. Nhưng mà hình như đấy là một game đấu khá dễ dành cho Easy. 2-0 trắng. Nào, giờ thì chúng ta cùng chờ đợi. Ok, được rồi, được rồi, được Để xem là Easy sẽ ban cái gì đây. Vòng bảng là một cái vòng thực sự mà nói thì nó cũng khá là quan trọng, khi mà Radiance Band. cái hệ số thắng thua ở vòng này nó sẽ quyết định cái vị trí của các team ở nhánh thắng hay nhánh thua. Nên mình nghĩ là những cái đội tuyển hạt giống, những cái đội mà đang được đánh giá cao về mặt sức mạnh thì họ sẽ tập trung vào là tất nhiên là có phải giấu bài, nhưng mà mình nghĩ là cứ thể hiện sức mạnh của mình một tí. Để ít nhiều là có thứ hạng cao thì còn nhanh vào đánh thắng thì có hai cơ hội. Chứ còn nhánh thua thì tiêu lắm các bạn ạ. Nhánh thua cái loạt đầu tiên nó là bo một, mà bo một thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. 10 seconds to go. 5 seconds. Xem nào, lượt pick số 3 dành cho bên phía của TT1 thì sẽ là gì đây? ET cùng cả Snapfire thì giống đây là cặp đôi đánh ở vị trí support rồi. TT1 họ đang suy nghĩ. Tôi nghĩ bây giờ lựa chọn tốt nhất là có thể là pick cho Kuku trước, off lane trước đi. Không, đó là Buck. Buck dành cho K ở lane mid chăng? Một con Buck để có được đêm coi và xử lý được Storm ở giai đoạn mid game. Nào, chúng ta cùng chờ đợi lựa chọn của Easy thôi. Hai con hero. Em thì em khá chắc là Abed sẽ cầm Storm. Và bây giờ Easy có một con Tide Hunter trong tay của Ba Đà. Tantor thì không hợp lắm đi cùng cả Ior nhỉ? Khả năng cao Ior sẽ đẩy đi cùng safe lane với cả ATG. Ai sai sai ban nãy là tôi cũng có để ý một trận đấu với cả team Aster thì phải, ai sai sai cầm ET hợp lane thì trận đấu đấy thì ai sai sai cũng khá là gánh team. Tantor thì là một trong những con offlane khá là cơ bản và ai sai sai đánh vị tướng này rất là tốt. Có thêm Silencer đây rồi.
Silencer này là Silencer support số 5. Nhưng mà khả năng cao là Silencer sẽ được đi cùng với cả Tahunter để cho IO đi cùng với ATG. Mà IO thì tôi nghĩ là Chris sẽ cầm và Silencer đẩy về cho Fly. Nhưng mà hai ông support sẽ đảo cái lane cho nhau. Như vậy là hợp lý nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi lựa chọn đến từ bên phía T1 thôi. Không biết là họ sẽ lấy con hero gì đây. T1 thì đang có một trận thua. Tức là họ còn cho mình 7 cơ hội nữa. 7 trận bao 2. Spike á? Spike đi lane với cả Tai thì không phải là một lane dễ dàng đâu. Mà tất nhiên Spike khi mà có trong gậy xanh thì cái việc đi bắt support thì kiểu là IO cả Silencer rất là dễ dàng. Chỉ cần một người đồng đội khống chế hộ, Spike bay tới là sẽ có mạng luôn. Một lượt chơi, một lượt pick cảm giác cũng không phải là an toàn lắm. Và Spike meta này được anh em ạ, cứ... Bây giờ thì tôi thấy nhiều người chơi sẽ không lên cho mình cái Echo Saber nữa, lại quay đầu lên theo kiểu là Falcon Blade thôi. Falcon Blade là có máu, có đam, có regen mana để có thể farm rồi. Sau đó là bao cheat, rồi gậy xanh thẳng cool luôn. Cũng được, cũng là một kiểu bui khá ổn. Ban deny Sucker khi mà bên phía team EG họ nghĩ rằng là T1 còn thiếu offlane. Còn về phần của T1 thì tập trung vào vị trí của ATG thôi. Luna và có thể sẽ là cả máy bay luôn. IO Luna hay là IO máy bay thì đều là farm nhanh, có bắt tổng khỏe cả. 10 seconds to go. Chúng ta cùng chờ đợi lựa chọn đến từ bên phía của EG. 5 seconds. Họ sẽ ban thêm con gì nhỉ? Đối phương thì có vẻ như là sẽ đánh xoay quanh Spike. Con hero về late game của 23 Savage và đó là Razor. Và như Razor offlane hay là Razor. Em nghĩ là Razor offlane thôi, tại vì Razor có thể đảo cái lên đi với Spike và anh ta sẽ đối mặt với cả Tahunter. Razor offlane. Đảo lane như vậy đảo với Spike đúng không? Cũng được. Thật ra thì Spike chỉ cần là có một cái lane để farm thôi chứ cũng không nhất thiết là phải là đi xếp lane. Ban bây giờ cũng hơi ảo, hay là họ đang muốn chơi một con carry tay ngắn chăng? Nếu mà carry tay ngắn thì để chơi với cả Slug thì em nghĩ đến cái gì? Có thể là Light Shiller chăng? Light Shiller thì có thể là sợ dây giờ, hoặc là Chôn. Chôn cũng có sợ dây giờ. Nếu mà nói đến spec thì em nghĩ là có Chôn, Slug với cả Naix là ba con. Anh thì con. Đúng, nhưng mà anh thì bỏ qua con Slug bởi vì Slug thì không sợ dây giờ đúng không? Bị hút đam bao đi là xong đâu. Thế nên là anh đang nghĩ đến là bên phía EG họ có thể là muốn chơi Light Shiller hoặc là Chôn. Những cái con carry tay ngắn chơi lại cả Spike nhưng mà lại sợ dây giờ. Ba dây giờ sắp nạp vào. Nhưng mà Slug thì lại được một cái là Slug combo với cả IO rất là khỏe. IO Slug. Chôn. Chôn. Vậy là chúng ta nhắc đến ba con thì cũng có một trong ba con đấy. Nó phải có lý do chứ, không phải tự nhiên là ban đi dây giờ anh em ạ. Chỉ có thể là Chôn hoặc Light Shiller thôi, chứ nếu mà là họ muốn pick Slug thì đã không ban dây giờ rồi. Nói chung là nhìn những lượt ban thì chúng ta cũng phải đoán được là họ đang hướng đến cái con gì. T1 thì sao đây? Đối phương là Chôn, một con Chôn carry. Và Cuckoo sẽ cầm hero nào để đối mặt cả Chôn đây? Chôn là một con carry đi lane rất là mạnh. Tay dài, tay ngắn có kè. Tay dài thì có sờ lâu. Tay ngắn thì có xoay dìu để làm mid. Rất khó chịu. Cú đang 10 giây nữa để cho T1 suy nghĩ. Và Cú sẽ là pick cho chính mình thôi. Đó là một con Doom. Doom à? Doom thì đi lane hơi yếu. Đánh lết hẳn luôn đấy. Vô địch. Lên game vô địch. Lết hẳn thì không biết là anh Hiếu thích độ tuyển nào nhỉ? Em lại đang thích T1, lết hẳn. Lết hẳn thì là T1 thôi. Thật sự nếu mà tính đến cái giai đoạn mà Doom có hai cái ulti thì câu chuyện nó rất là khác. Doom được vào Chôn thì Chôn không bật được ulti thì có thể là bị em chết ngay. Tahunter mà dính Doom thì cũng không thể ra được cho mình cả Ravage. Nhưng đấy là câu chuyện về lết hẳn. Còn EG mid game họ khỏe.
với một con Storm, một con Tanter mid game rất khỏe. Cái Global Silent ở mid game thì thường là cũng không có cái gì để giải cả. Và IO thì cứ đi với chôn thôi, đồng đội combat thì sẽ là bay tới. Cái tham minh của T1 thì sẽ đánh về giai đoạn late một chút anh em ạ. Còn EG tôi nghĩ là sẽ là đánh sớm hơn. Có lẽ là em sẽ lựa chọn T1 trong trận đấu này. Em tin tưởng T1 vào một cái late game nó chắc chắn. Tôi thì có nhận mình là EG hater, nhưng mà game đấu này thì tôi lại cảm giác EG đánh sớm được. Cơ bản là Doom đi lên cả chôn thì không làm gì được chôn cả, chôn xanh sớm mệt lắm. Ai sai sai có cho mình tan tơ đè lên các thứ đúng không? Mà nếu mà cục thì lên thẳng đi phu luôn. Em nghĩ là đi phu xong rồi đấm đấm Doom khéo là còn đuôi sụp hai không phanh. Có IO đi cùng thì có thể là lên đi phu để đi ganh sớm. Silencer cũng là một điểm cộng khi mà cái con Silencer mình cũng rất thích ở cái meta hiện tại. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển vào in game thôi, cũng phải đảo sang làm cái predict nhỉ. Rõ ràng cái đây là một cái đúng đúng predict của tí. Total number smoke trước phút 25. Ít nhất phải 3 đến 5, không ít hơn nữa. 3 đến 5. Đến ít nhất 10 thì có tổng cộng bao nhiêu người chết? Em nghĩ là 6 đến 10. 6 đến 10 thôi, chậm mà. 6 đến 10. Tổng lượng smoke ganh đến khi game đấu kết thúc 5 đến 8 à? Ganh nhưng mà phải là ganh kill anh ạ. Tức là cái pha ganh đấy là giết được bao nhiêu người? Thế thì 9 đến 12 đấy. 9 đến 12 đi. Ok. Còn nếu mà trụ bị deny thì em tin là không. Không, không có deny thì neo rồi cả. Gọi là ăn được. Vui vẻ một tí các bạn ạ. Vui vẻ một tí. Thực ra hôm nay là tôi tranh thủ dự đoán một chút là tôi cũng lên được một level book rồi đấy. Anh Hiếu thử đảo ra xem là anh lên được một level chưa? Anh không để ý lắm. Mà thôi tính sao? Nãy giờ anh em cắt là cũng đảo đảo cho anh tí mà thôi. Okay. Tí nữa anh Hiếu tự check. Nào. Cảm giác như là TI anh em ạ. Tôi không thấy nhiều cái tình huống smoke mà đi đánh nhau ở ngay những cái thời điểm đầu game. Thường là hai team sẽ đứng thủ, check mắt đối phương và chia nhau những cái bounty thôi. Wymon thì cũng vừa tình huống check mắt. Nhưng mà EG thì lại chưa hề cắm mắt ở mid. Họ nghĩ rằng vâng, một cái Sentry cắm cục luôn. T1 có 3 rune. Dẻo nhỉ, cảm giác như là Wintermon tay nhanh hơn so với cả Crit. Tôi cứ nghĩ là IO thì sẽ phải đi cả chôn và Silencer được đẩy đi cùng cả Tanter, nhưng mà không. Đây là IO đi cả Tanter thì cái led này cảm giác yếu đúng không? Thế sẽ là không có quá nhiều áp lực đâu. Tất nhiên thì Spectre đi cả Tanter thì là mệt rồi. Nhưng mà cái con IO harass không bằng con Silencer. Được một cái là em thấy là có một cái hay, đó là khi mà Tanter gớt vào phát xong rồi IO bật overcharge, thế là hai người cùng đánh, thế là cũng tốt. Được tí. Nhưng mà đây không thì phải là yếu quá. Nào, ET lấy bóng về nhá. Bóng đâu rồi? Anh bạn ơi, đây rồi. Này thì làm sao? Nhưng mà rõ ràng là 1v2 thì Wymon vẫn là người thọt hơn. Đó, mỗi combo như mình đã nói. Ơ, cái gì? Thọt thế. Ông đùa với ba đá. Không được đâu bạn ơi. Biết ngay trận này EG thắng mà. Nhìn cái cách di chuyển của Wintermon kìa. Chết một mạng rất hớ hênh. Chỉ là cặp đôi Tanter và IO level 1. Một chút slow đến từ cái gớt. Nhưng mà cơ bản là do ET cương quá. Và đã có flash dành cho bên phía team EG rồi. Quay trở lại cùng mid thì đang khá là cân. 6-1 dành cho Abed. Về phần của K thì anh tạm blast hit được 5 con. Mà chưa deny được con nào cả. Có vẻ như là một game đấu mà các đội viên của team T1 họ đang hơi bị chập choạng một chút ở vị trí Wymon. Di chuyển nhà quê. Ở mid thì hiện tại mặc dù là một lúc trước mà có vẻ như là Abed cũng chả gặp vấn đề gì cả. Đang là con Storm này cũng là trong hero mà có cái lượng đam bay khá là cao. Các bạn có thể farm dễ dàng, giáp cũng lớn so sánh với cả một con tướng Intel. Level 3 giáp 6 là nhiều rồi. Storm thì clear clip đầu game rất nhiều, rất dễ. Nhưng mà đây thì ca cũng không sao, né được cái Ramnin thì tôi nghĩ là đam là không đủ chứ, không chết được. Còn một cái Verify và ca vẫn sống sót, nhưng mà nhìn ở mid thì là hơi mệt rồi đấy. Có bottle và bây giờ sẽ phải dùng hết cái lượng bottle để mà sạc thôi, để hồi lại máu, hồi lại mana. Rồi boss này thì tiếp tục là Wintermon, và turn này thì anh ta đã cẩn thận hơn.
lùi về sớm hơn trước khi ICSI đấm cho. 2-3 Savage thì 9 creep. Rất may là 2-3 Savage thì vẫn đang là farm được. Coi như là ET bán máu cho Smack farm đi vậy. Tuy là cái pha chết vừa rồi thì đánh giá là fail đấy. Đảo qua một chút ở trên top xem nào. ATG 16 creep. Khi mà đây là một cái land rất khỏe. Và Doom thì vẫn đang hầu được. Cái land này thì là chỉ cần cu farm được là thành công cho bên phía của T1 rồi. Chứ bảo là đi chôn thì là không thể. Đúng. Chôn cả Silencer cặp đôi đi land quá mạnh. Doom farm được là giỏi rồi. Rồi ôi. Vâng, bánh quy. Tôi đấy, anh em nhìn thấy không? May là cái skill này cũng có hai mặt. Cái tơn đấy mà ổ không được một cái bánh quy mà chôn của ATG may mắn đấm chói một phát thôi thì là cu đi luôn đấy. Đam đến từ Silencer thời điểm đi land là rất nhiều. Game đấu mà các viên EG tỏ rõ ý đồ là họ không hề muốn nhường nhịn ở laning phơi đầm gì cả. Khi mà càng về late game thì Tion càng khỏe với những cái skill xuyên BKB. Chúng ta có Doom, chúng ta có Dream Coil với gậy xanh. Đó, Earth Spitter của cái con NT này em nghĩ cũng là một cái skill rất là mạnh về late game. Chính xác, đam nhiều, skill, xuyên BKB. Skill đam theo phần trăm máu đúng không? Rồi. Cái này late game mạnh anh em ạ. Không yếu đâu, xuyên BKB. Xong lại còn có đam, trên top đang muốn đai trụ. Và đây Sifer đi rồi, thêm một mạng nữa dành cho EG. Đi lane, họ đang trội hơn hoàn toàn. Hai co chính farm được nhiều. Tanter ở dưới boss trong tay của ICSI. Last hit cũng là tốt. Mid hiện tại Park đang thua kém với cả Storm đâu đó tầm 2 way. Cộng việc là anh ta cũng phải mua cho mình những cái bình máu to. Thì em nghĩ là hiện tại chắc là cái lượng network của Apex hơn đối phương tầm 3-4 lốp gì đó. Có đấy đâu, để anh check xem mà. Không, Apex đang thấp hơn này bạn. Thậm chí Apex còn thấp hơn. Apex vừa phải ăn bình máu to. Nhưng mà hiện tại đi ca Apex trông thế thôi, cũng phải mua mấy bình máu to đấy. Cũng đầu tư. Chắc là, em nghĩ là cái chỉ số lính này có một chút ảo. Tức là 28 có khi là có một vài những cái con quái trong rừng rồi. Nhưng mà server đi. Đó là double kill dành cho anh chàng Fly. Fly double kill và Fly trận đấu này tăng sớm cho mình một điểm level để lấy in theo. Bây giờ anh ta cũng đã có cho mình bao nhiêu in đây? 2 in vĩnh viễn à? Thế là cũng là quá tuyệt vời rồi. Ổn quá nhở. Một cái land mà nhìn lát Big Doom thì tôi biết là không ổn dành cho bên phía của team T1 rồi. Nhưng mà thật sự là họ đang gãy quá. Doom chết một mạng. Vâng, cái con Snapfire này thì đã chết đến tận 2 mạng. Hỏng. Đi land gãy này thì không biết là có trụ nổi ở mid game không. Đúng thật thì Doom với cả Smack thì phải lết một tí thì mới khỏe hơn được. Thôi anh em bạn, thật ra thì bây giờ đấu, ai cũng giống tờ xa thôi, support ăn mạng là chuyện bình thường. Đấy anh em xem tờ xa ăn suốt là cái ông Fly này thì ông đấy cũng ăn. Ăn được là ăn thôi anh ạ, không cần phải quá nhún nhường. Đôi khi kiểu cứ nhường quá đấy, cũng không lại có ăn được đâu. Có vẻ như là K đang rất muốn coi. ET có mặt ở gần. Nhưng mà Fly thì vừa nhặt được cho mình đó một Krung DD và các đại viên đến nữa easy. Họ chỉ muốn đuổi cho đối phương đi về, không hề muốn đánh. Đang dưới bot thì sao? 2-3 Savage đang đứng lại một mình. Luyện farm, ui. Bắt đầu thua so với cả một con Tanter trong tay của ICSI rồi. Nhìn kìa. Một con Tai đứng trước để che cho cái xe mà cũng không được. Coi như là lấy được nửa cây máu bên phía của trụ 1 của team T1 thôi. Bốn không nhưng mà cái lượng network chain không quá nhiều. Rằng là hiện tại T1 vẫn đang làm khá là tốt trong việc farm. Park thì cũng là ngang phèo với cả vị trí Storm. Nhưng mà nhìn last hit thua nhiều quá nhỉ. Last hit thua rất nhiều đấy anh em ạ. Trông à. Thậm chí là bây giờ không, một phần là vì Doom nhỉ. Một phần vì Doom nên là cái net nó lại lệch về bên phía T1. Tuy là EG last hit được nhiều hơn nhưng net hút T1 lại giận tiếp nào. Bởi vì họ có Doom. Con Doom này thì cũng là một con Doom mới chỉ có 2 điểm để vào thôi nhưng là cũng kéo lại. Và có lẽ là bên phía của team EG mất nhiều tiền mua bình máu các thứ. Thì bot có đánh nhau.
chưa gì cả. Khi mà cái con silencer này thì nó cũng không có disable, và ba ông này thì cũng chỉ là có tí sợ lâu thôi, không giữ chân được. Cái con ET vẫn đang là 0-4. T1 thì cái lối chơi của họ là như vậy. T1 thì thường đánh chậm anh em ạ, không vội vàng. T1 nếu mà cứ đánh như này thì rõ ràng là họ sẽ có một cái late game khá là ổn, nét tốt. Spec chỉ kém một tí thôi, cứ cố gắng duy trì cái phong độ như vậy. Vâng, có vẻ như là những cái câu chat wheel của 496 vẫn là những cái chat wheel rất là hot. Đúng rồi, nhiều team sử dụng. Cảm giác như là chat wheel 496 nghe nó cảm xúc ấy, nghe của anh Lít hay là của Tài Bùi Lê Me thì tôi đánh giá là cũng ok, cũng hay, cũng được nhiều team sử dụng. Tiếp tục là nhổ. Có lẽ là khi mà Tainter có cho mình level 6 thì em nghĩ là EG sẽ thử đai trụ hoặc như nào đấy để lấy mạng con Spec này. Hiện tại thì chưa. Chúng ta thấy một tình huống ra di chuyển ra đến từ bên phía AK, break coin luôn. Và rõ ràng là một con tai ở level 5 thì anh ta chưa làm nhiều điều, nhưng mà có yêu hỗ trợ thì không phải lo gì cả. Cứ thế mà chạy thôi. Lựa chọn mục tiêu tương đối to của Tainter, và bên phía T1 họ ganh không thành công. Thôi bây giờ Park lại quay trở lại land mid farm tiếp thôi. Đã cố gắng clear rừng một chút, đẩy Snapfire ra lấy level khi bây giờ là phút thứ 9. Mà đây là một con Snapfire support số 4 mà mới level 3. Và nhìn xem FOI, chính xác là Fly. Fly giờ sắp sửa có level 6 đến nơi rồi. Trời ơi. Ui dưới bot thì Abed đang rình rập nhá. Và 2-3 Savage nên té. Cái land này không an toàn nữa rồi. Kéo là chỉ cần cho Fly có 6 thôi, Abed sẽ tràn lên. Nào, có một lũ xe lớn nhưng mà nó trượt. Ôi, nó trượt các bạn ạ. Khi mà lúc đó thì Park lại đang face ship, biến hình mất. Đúng rồi, đang face ship, né được luôn. Vẫn đang là 4-0 dành cho EG. Và T1 thì họ chưa có cái mạng nào cả. Nhưng mà Ku, vâng, cái quái gì đây? Ku đang là người giàu nhất, và anh ta sắp sửa có cho mình Midas rồi. Đúng là hero tủ. Đi lane thì có thể là thua một chút, nhưng mà sau đó thì Ku farm rất nhanh khi mà ATG thì bỏ vào rừng từ sớm. Có cái land free ở trên top, và bây giờ Ku là người giàu nhất bản đồ. Cứ thế này là không ổn dành cho EG nhá. Cần phải đẩy nhanh tốc độ trận đấu, ít nhất phải ăn cái trụ 1 ở dưới bot đi, giảm khoảng farm của cái con Spec này. Radiant bot. Ravage ra, giúp chân Spec. Tò bay đến, giờ thì sao đây? Có thể là Wymon cũng chết luôn. Cố gắng thực hiện một hướng dậm ngủ, cho phải là bắn cho mình những quả đạn pháo ra. Và đó là còn được 2 đến từ bên phía OK. Còn lại lên bảng, Torit tôi nghĩ là cũng đi thôi. Double kill dành cho OK. Nào bây giờ thì có vẻ như là sai sai cũng như là Abed cần phải tìm đường về. Nhưng mà Kuku đang tới, anh ta có đúng. Bánh quy là chưa có đến từ bên phía của Cypher. Kuku khá thấp máu. Vậy là combat sẽ kết thúc với 2-2. Kiểu bên phía của team T1 họ counter gank tương đối tốt. Tất nhiên là có mất đi mạng của con chính, một con Spec, đổi được 2 sắp. Và điều quan trọng là cái trụ này còn không? Cái trụ này vẫn còn. Mà cái trụ này còn thì bên phía EG vẫn phải dồn người xuống đây để lấy. Và tôi nghĩ là với việc là có ai sai sai và đây thêm cả TP đến từ Crit nữa, sẽ lấy được cái trụ rồi. Bet đang rất muốn đánh, và Cypher ở một vị trí nó là hơi xấu rồi. Mặc dù là có anh chàng Wymon đứng cạnh đó, nhưng mà với lượng mana hiện tại của server thì chắc là anh ta không về đâu. Bay lên một chút bằng cái tầm của Toy, tiếp tục dồn đam. Mạng số 7 dành cho các đội viên Easy. Có một chút đi connect này. Cứ bình tĩnh anh em ạ. Thực ra thì cái nhịp độ của game đấu này nó vẫn là không quá nhanh. EG cũng mới chỉ để đẩy cái tốc độ nhanh thêm một tí thôi. Nó chưa quá nhanh đâu. Chính xác. Và rõ ràng thì EG đang là đội phải đẩy. Nhìn xem, một con Doom giàu lắm rồi đấy. Đã mắc một, có Midas. Network của Kuku sẽ tràn lên rất nhanh. Sau Midas thì anh ta sẽ hướng đến cho mình BKB để dễ dàng combat hơn khi team bạn là có Global Silent cùng với cả Ravage. Về phần của 2-3 Savage thì đúng meta thôi. Falcon Blade vào cheat và đang hướng đến cho mình gậy xanh. Bắc trong tay của K, Limit cũng rất là ổn định. Gậy lốc có rồi,
Vậy lốc bảo vệ bản thân trước một cái Global Silence. Sau gậy lốc thì đang mới hướng đến cho mình một cái Witherblade thôi cũng được. Tôi nghĩ là món đồ này nó giúp Bắc đi nhanh, sẽ không bị quá phụ thuộc vào cái coi. Có Witherblade bắn tay, có slow, có dam rồi. Bắc thế mà không lên Witherblade các bạn ạ, thiếu dam lắm. Bắc không có Witherblade thì đánh con gì cũng thiếu dam. Đúng rồi, chỉ ganh bằng coi thôi bạn. Nếu mà không có Witherblade chỉ ganh được bằng coi thôi. Không có coi thiếu dam lắm. Nên là Witherblade có tí slow thì đôi khi chẳng cần coi. Anh em trên kênh thì đang có thắc mắc là tại sao không phải là Echo Saber mà lại Falcon Blade. Echo Saber anh em bảo ngon hơn, rẻ hơn. Rẻ hơn. Rõ ràng rồi, một cái thì đây, cái này thì 2.500. Cái này 1.000. Thì tất nhiên là cái 2.500 là ngon hơn. Nhưng mà đúng. Giá cả anh em bạn thì người nghèo thì đi em nghĩ đi là tít thôi. Nếu mà dùng thuật ngữ gọi là chuẩn chỉ ở trong dân công nghệ, người ta gọi là hiệu năng trên giá thành. Ừ. Tức là Falcon Blade thì không kém mấy. Cũng có máu, cũng có mana regen, cũng có đam. Nhưng mà lại giá thì chỉ bằng có là 1.100 trên 2.500 thôi, tức là tầm 1/3. Đó. Hơn 1/3 một tí. Chấp nhận được anh em bạn, nghèo thì đi bí tít thôi, ông là giàu thì mới gọi là Adidas rồi thì Nike các thứ, Jordan. Mình là nghèo thì mình đi bí tít thôi. Em thấy là cái chiến thuật của T1 hiện tại vẫn đang ổn nhá. Trận đấu này ối cho T1 có vẻ là cũng hợp lý. Cơ bản là EG cái tham minh này họ chưa nhanh được. Và anh nhìn kỹ thì đúng là sắp của EG thì khó ganh. Làm gì có đi Sabo đâu. Rốt không có. Silent đúng không? Đó. Đi Sabo không thế có, nó chỉ có slow thôi. Đi ganh bằng Ravet với cả kéo của Storm. Storm đúng rồi. Họ muốn ganh sớm không được anh em ạ. Nào để xem là EG sẽ đánh combat kiểu gì. Hai sắp không có cho mình một cái disable gì cả. ATG cũng đã có mặt. Anh ta quyết định lên một cái bố xếp. Đây có lẽ là một cái phương án dự phòng. Để nếu mà dự đoán chúng ta có thể dồn đảm đây. Nào Silent vào người của anh chàng đó là Bắc rồi. Nhưng mà Doom vào ai đây? Trôn dính Doom, Storm dính lead. Hook Ravet này để làm chậm lại cái việc đến bên phía của T1. Bây giờ đi Tào. Cung bị dồn sát thương nhưng mà Ahmed là người chết trước. Ồ, trồn được đối linh mà trồn chết cộng chết đâu. Nhưng mà trong đó thì Spec đã về được rồi. Này thì cũng phải bật cho mình đấu Ahmed lên. Nhưng mà anh ta chưa bật là hợp lý nhưng mà bật chết. Pha đó đáng lẽ nên bật. Anh ấy nên bật tại vì xung quanh không còn gọi là những cái đối tượng enemy nữa rồi. Thì sẽ là điều khiển được bản thân. Có ET ở đấy. Nên là anh nghĩ là không bật là hợp lý. Bởi bật vào sô và giết xong ET thì cũng đã nằm xuống. Và đấy thì ATG muốn đánh an toàn, anh ta muốn lùi về nhưng mà cái Mortimer Kiss đến từ vị trí của Cipher thì là quá chuẩn. Ba mạng dành cho bên phía team IG và trận đấu này T1 thậm chí họ chưa cần phải kéo về late game, mid game họ đang chiến thắng combat rồi. Hơi mệt dành cho bên phía EG rồi nhá, khi mà Q bây giờ cũng đang rất giàu anh em ạ. BKB sắp có, Spec thì chuẩn bị có cho mình đó là một cái gậy xanh chưa, anh ta lên ra xa trước. Và bây giờ mới đảo lại gậy xanh thì chắc phải là phút thứ 20. Cái phần của Storm trong tay của Abed, Orchid chưa thấy đâu cả. Sau một mạng chết vừa rồi thì cả Orchid nó phải là phút thứ 17. Còn Storm đang nghèo dần đi, không ganh được. Sau đó lại còn bị chết ở trong combat nữa. Có lẽ là EG cần phải cẩn trọng hơn một chút ở trong những bước đi tiếp theo. Và vừa rồi thì mình nghĩ là nếu mà trong cái những cái loạt bắn cuối cùng, nếu mà Chôn bật ulti lên thì anh ta sẽ chạy thẳng thôi. Và có hiệu ứng bất tử thì sẽ là không chết. Nhưng mà quyết đúng, định không nếu, bật nếu, nếu mà là cuối đúng không? Ừ đúng rồi, lúc mà không còn ai ấy, không còn ai thì bật rồi, là ý chạy em được. Lúc mà nói với anh là lúc không còn ai, ôi sao bách sủi ngay. Thế thì ôi cắt thì cũng chuẩn anh em ạ. Mà chắc là ATG nghĩ rằng là con Snapfire bắn không dẻo đến thế. Đúng. Nếu mà khi lúc con Spec nó chỉ còn một mình ở đây và không có mục tiêu đấy, đấy, xung đấy, quanh. Đấy đấy, cái đoạn anh đang ping ấy. Đấy, đúng. Đúng rồi. Thì sẽ là đấy chứ không phải là rồi. Cái đoạn ở chỗ ET ở trước chủ mốt. Chính xác, chính xác. Nếu mà lúc đấy các dùng thì sẽ là chạy được. Nhầm ý mình. Đúng, đúng. Tôi hiểu nhầm ý ối nhưng mà sau khi ối giải thích thì tôi nghĩ là hợp lý. Đúng. Pha đấy thì ATG không nên tiếc ulti của mình. Lúc đấy không có ai cạnh cả thì con Chôn sẽ điều khiển được. Bây giờ mình thì gọi là gần đất xa trời, thằng kia bắn phát trên luôn. Mình là cái ulti thì quan trọng gì thì... mất thì đi farm thì... hơi lởm nhỉ, bình thường ATG đánh cẩn thận đấy nhưng mà không sao, không hiểu sao quả đấy lại hơi hớ anh.
Smoke không? Thấy rúi rúi vào nhau là trông giống có Smoke này. Hai cái trên người của Fly và Isaac thì có Blink cùng với cả Ravet rồi. Vẫn chưa đi anh em ạ. Ở đây rồi. Hai ông này đi với nhau ạt ba, có sờ tôm nữa thì được. Cứ tưởng chỉ là mình hơi bé. Tanter với cả Silencer thì em vừa bảo em em tin T1 thắng nhưng mà vẫn là fan của EG đúng không? EG đang thua. EG đang thua tôi nói bé. Nào cú dậm ngủ dính vào người Fly. Nhưng mà trong đó thì Abed bay lên. Không, Abed cũng chỉ gọi là lấy một chút vision thôi. Nhưng mà tại sao ai sai đai lại tràn vào thế này? Vâng, bà đá rất cục xúc. Ngoài mòn bị slow, bị silent. Và Abed chỉ đảo qua một hit đánh tay thôi. Hay, xử lý quả tốt anh em ạ. Ai sai sai cùng với cả Abed có mạng của ET. Trong khi đó thì ATG lấy đi cái trụ ở mid rất tuyệt vời dành cho phía của team EG. Kéo lại Netgood. Nhưng bây giờ đang là 3k. Thật sự thì 23 Savage tôi cũng đánh giá một trong những carry farm tuyệt nhất ở khu vực C rồi. Bây giờ đến lượt bên phía T1 Smoke. Bắc đi đâu? Cùng chờ xem. Mình biết. ATG biết. Anh em bạn biết. Về rồi. Thính lắm. Không đơn giản đâu. Đã té rồi. Cú scan lại chính xác. Cú scan chính xác thì... Nếu mà muốn vào phải Smoke lại. Khi bây giờ Smoke đúng. Thì đã hết. Mà sờ mốc 2 phát thì trông... Thôi, có lẽ là T1 sẽ farm tiếp nhỉ? Thực ra thì cái kế hoạch về lên game họ ổn mà. Anh em chờ đi nếu... Để tôi chỉnh lại cái mic tôi bé đi một tí, ok. Đâu? Nhưng mà chỉnh như nào nhỉ? Mà cái này tôi chỉnh mic tôi bé đi thì mic ôi cũng bị bé đi. Để tôi vặn ở đây vậy. Tôi không nhớ cái nút nào anh em, thôi để chỉnh sau nhá. Cơ bản là... Mình đang cắt online nên là cái setup nó cũng hơi lằng nhằng. Hơi lằng nhằng anh em ạ, tôi cũng muốn chỉnh lắm nhưng mà bây giờ tôi cũng chưa biết là cái nút nào cả. Hôm nay thì kỹ thuật viên cũng chia sẻ vào ngày đầu thì thôi. Để ngày mai thì anh Hưng anh ấy sẽ cân chỉnh lại cho nó hoàn hảo. Để bọn mình có thể là chỉnh cho nó dễ. Thì hôm nay là vẫn gộp tiếng vào. Tức là tiếng mình ở tiếng xúc yếu là chung một kênh. Nên là không thể nào mà tự đúng kéo rồi. Người này cao lên người kia bé xuống được. Còn ngày mai thì nó sẽ là tách ra. Đó, mong anh em thông cảm thôi thì ngày đầu có gì đâu. Bây giờ mà bảo là chung kết mà gặp vấn đề về kỹ thuật cơ thì mới gọi là xe nó bị luôn bực mình chứ còn chứ còn hôm nay ngày đầu vòng bảng thì thôi mong anh em thông cảm. Cũng rất là cảm ơn anh em đã đồng hành cùng với cả bọn mình trận đấu này rồi. Vâng. 23 Savage thì vẫn chưa vội. 23 Savage rất lừa anh em ạ. Quick buy một cái gậy xanh từ đầu. Xong một quay đi quay lại thì là Dasha. Bây giờ là Manta. À, tiếp theo mới là gậy xanh, anh ta muốn có thứ để giải Silent. Mà EG quyết định Smoke. Tôi đang chờ đợi một điều teamfight máu lửa ở đây. Di chuyển lên, Fly mất Smoke luôn. Vâng, lao lên như một con điêu đơn mà Fly. Anh ta bị dí theo đến từ bên phía Spectre. Nhưng mà trong khi đó thì cái Spectre nó quá đẹp. Hai thành viên đến từ EG bốc hơi luôn. Và cái con Snapfire này vẫn chưa chết. Ganh kiểu gì nhở? Con Snapfire có lơ tớt em ạ. Đó là lý do tại sao mà anh ta vẫn sống sót. Một cái lơ tớt để có thể giải đi Global Silent và sau đó dùng bánh quy trốn thoát khỏi Storm. Và bây giờ với việc là EG có bắt thua, họ sẽ mất đi cho mình cả cái con Roshan này. Vâng, tàn từ nào, nếu tôi nhìn không nhầm là bị tính khung thì phải. Kịp không? Và... Spike ăn hơi chậm của Doom. Có Manta thì là đúng. Nhanh lắm nhá. Nghĩ là EG sẽ Odin. Nào, bắt buộc phải lao vào thôi. Có Yo đằng sau. Anh ta sẵn sàng cho mình một cái điều kết. Nào, Yo đang giữ vị trí khá xa. Điều gì đã cũng phải giữ chân được Allergy vậy. Có thế thì... ăn hộ à? Nhưng mà bây giờ thì họ quyết định là... ăn hộ bay ơi! Ăn hộ san nhanh lắm đấy. Vâng, có vẻ như chúng ta vừa có một tình huống ăn hộ thì phải. Khi mà T1 giúp cho bên phía EG lấy được nửa máu của con Roshan. Nhưng mà giờ thì sao đây, Allergy mất cả BKB để lấy mạng con Roshan này. Ai sẽ là người nhanh tay hơn? Được cú đắp vết để chắc cú. Và bây giờ thì sao đây, khi mà Spectre anh ta đang bị solo, anh bị dí theo đến bên phía Abed, nhưng Abed hết xăng rồi. May quá có một chút này. Wow! Abed và đó là mạng số 9 dành cho bên phía Easy. Jolica sẽ là người phải lùi lại thôi. Anzi tràn lên bằng Ridoket. Nhưng mà khoảng cách là hơi xa rồi, tôi nghe tiếng còi ở đâu đó. Nhưng mà có vẻ như là chúng đã tập trung vào người Sefer hơn. Nào, Sefer bị đá bì rồi, Scatter Blast solo khá nặng. Bây giờ chỉ còn mình là gì cũng như là xe vừa rồi. Bất cầu ti để cố gắng tràn vào những mất thời gian. Đây có phải đốt đâu mà mất thời gian vậy. Thôi thì cố. Vâng, lại là một cái bánh quy rất khó chịu các bạn ạ. Nào, vẫn chưa được.
mất quá nhiều thời gian, bây giờ thì có vẻ như là Lazy sẽ chuẩn bị kết thúc mạng của server rồi. Nhưng mà trong đó thì Abed lên vàng, Oka còn một chấm máu thôi. Dabi, vâng, cái Dabi thì Rain có vẻ như là hơi sai và anh chẳng Park về được rồi. Mất quá nhiều thời gian để đuổi theo một con Snapfire. Và bên phía của team T1 với Doom, với Park thì họ đã bắt chết được vị trí của Storm. Nhưng không sao cả, đó là một combat để giúp cho bên phía EG họ hold lại. Họ tiếp tục để cho ATG farm trong trận đấu này. Ăn Roshan, có Aegis, timing rất đẹp đến từ ICSI. Anh ta biết rằng Spec sẽ tràn vào để cố gắng thi xem ai tay nhanh tay hơn với cả ATG để cướp được cái con Roshan, cướp được Aegis thì ICSI ra vết luôn anh em ạ. Và cũng may mắn khi pha đấy, Abed cái lượng mana còn một chấm thôi đủ để túm tóc cái con Storm lại. Con Storm nó chạy lên high ground rồi. Nó đã di chuyển bằng cái chiêu 1 rồi. Ở con Spec nó lên được 2 round nhưng mà bị túm tóc giật ngược lại ngay. Rất hay, rất hay. Thấy rằng là T1 nào, trận đấu này rõ ràng là nó cân hơn rất là nhiều so với cái trận đấu mà thì anh em đã sắc ghét cho bọn mình, đó là trận đấu của team OG. Game này căng đấy các bạn ạ. Căng quá. EG Cucu thì Cucu có Doom, có BKB. Thế là chơi Storm đấy. BKB mới tinh. Mắt con mắt này mà dính đúng. Ôi xong. Mắt này thấy không? Con mắt này phá bét sủi luôn, để lại mình fly. Thôi đi, Âu để lại fly cũng là một cái điều hợp lý. Anh check rồi, con mắt này nó bị cắm sát vào cây quá ấy bạn, nên là cái tầm nhìn nó không thấy đúng rồi. Của... Nếu mà nó dịch ra đây một tí thôi thì nó sẽ thấy con Storm và Doom sẽ vào Storm, nhưng rất tiếc con mắt này thì nó lại bị khuất bởi cái cây, chính cái cây này. Cái cây này đã giúp cho Abed về được. T1 quyết định sử dụng smoke để có thể đi gank, nhưng mà ba đá lại ở vị trí. Wow! Vâng, không phải tự dưng mà ba đá được kéo về EG. Trên top sao đây? Trồn khó cho mình khi đấy kết. Và anh ta được view kết về. Cú coi này vào không khí rồi. Coi đi, ngắt nhịp của Io. Sẽ là người chết thay. Nhưng mà lại ngắt trượt. Thôi chết thay rồi. Đây rồi, tôi thấy ATG tìm đi ra mid thì là vĩnh biệt Chris rồi. Bạn đi nhé. Ơ kìa, bài tham, bài tham. Không được, không được. Tất nhiên thì rõ ràng là cái việc mà bên phía của team T1 họ không giết được con Chôn thì họ phải làm bằng được cái con Io. Đây như là cái tơ đấy là cá chém thớt đúng không? Em ơi, Chôn về đến nhà nhưng vẫn mất Aegis. Vẫn mất Aegis. Về được nhà. Bởi coi là bởi cái lượng sát thương nên là mất. Mất Aegis ở nhà. Coi như là chỉ giữ được cái mạng thứ hai thôi. Thế thì pha đấy là ganh hay dành cho bên phía của team T1 nhá. Vừa được một mạng Aegis của Chôn, vừa được một mạng của Io. Bây giờ ATG lên gì nhỉ? Em nghĩ là đang bắt đầu yếu dần rồi đấy, thực sự. Yếu dần rồi. Yếu dần rồi. Rõ ràng là càng về late game thì những cái skill đến từ bên phía của T1 càng khó chịu hơn. Và EG rất khó đánh. Bây giờ chỉ đơn cử cái Doom thôi là đã mệt rồi. Thằng Cucu đang đánh an toàn đấy bạn. Một con Doom sau BKB bờ linh lên đĩa. Lên đĩa để chắc chắn là ra được cho mình một cái. Trong đó chúng ta thấy gì? Đó là một con Buck đang bị bớ. Silent ở trên không luôn. Hợp lý. Và thế là hết. Rất chuẩn xác. Nên là Silent để chắc chắn có cho mình mạng của Park. Cái mạng Park quan trọng để có thể ăn luôn cái trụ ở dưới bot và cướp luôn cái Apport. Nên là các thành viên bên phía team EG họ cũng rất đầu tư. Park cũng là có chính và Park bây giờ đang rất giàu. Nào, EG cần phải nhanh hơn. Chính xác là họ không thể chậm. Càng về late game thì cơ hội càng ít đi. Ravik vẫn còn. Có nghĩa rằng là EG sẽ có cho mình cái trụ này free. Trồn này thì phun trụ nhanh lắm các bạn ạ. Chưa mất đi, chưa mất lại là nó ăn xong rồi. Đây, Fly đứng sẵn rồi. Chỉ chờ ăn xong trụ là anh ta sẽ dí tay vào cái Apport thôi. Cướp lại Apport, kiểm soát tầm nhìn dưới bot, cũng như là cướp cái lượng XP của đối phương nữa. Rất hợp lý. Ai sai sai thì đang hướng đến cho mình đó là Refet off luôn. Cái lượng mana này vẫn được khi mà anh ta còn có cả có giấy mana nữa. Nhưng mà trong đó Spec bắt được Abed. Ồ, đó là không Doom, không Doom mấy bạn. Doom vẫn còn. Không Doom. Thì đó là dậm sờ tan thôi. Dậm sờ tan của Centaur thôi. Dậm sờ tan là đủ rồi.
Spec có Manta mà Storm thì đứng một mình, thành ra là chém Desolate sẽ là cực kỳ đau. Trận đấu này thì cảm giác như là cái con Storm trong tay ở Abed thì đang tương đối nghèo, cũng như là không đóng góp gì quá nhiều dành cho bên phía của team EG. Lợi thế hơn người đang smoke, hình như là vẫn đang ngồi dò ngó và chỉ có Bucky bên trong đó thì sao đây. Spec di chuyển ra để buộc bật cho mình nó BKB trước khi bị Doom. Nhưng mà giờ thì sao, anh đang mất cả ulti cả BKB rồi. Và rõ ràng là con trốn này như chim trong lòng. Yo, đây rồi. Đồ cứu được, trời ơi. Vâng, Chris vẫn là người đánh hay. Vâng, tôi nhìn thấy Yo đang xoay xoay là tôi biết là sẽ đưa được cái con trôn này về. Và các thành viên bên phía T1 sẽ phải lùi ở trong turn này. Vẫn cứ là Chris thôi. Không chết, bởi vì rõ ràng là T1 hết đồ chơi rồi. Khi mà trôn quay trở lại thì cái Doom đã hết. Thì họ làm gì còn cơ hội nào mà đứng lại để bán chơi đâu. Chris đánh Yo không đùa được. Thông thạo cũng là 18. Hay tên đấy thì Spec anh ta đã cắt cử Spec ra để dí vào vị trí Io rồi em ạ, cả Manta các thứ rồi, nhưng mà Io thì con Spec này nó không có giữ chân đủ. Một cái slow nhẹ đến từ cái con dao là không đủ để giết Io. Và Chris đang là người gánh kèo trong game đấu này. Thì chúng ta đều nghĩ rằng là T1 rất mạnh với late game với những cái ultimate, thì Chris dội thẳng vào gáo nước lạnh luôn. Có tôi ở đây. Tiếp tục là vũ trụ 2 nó bị phá. ATG dầu nha anh em nhá. Liên tiếp bị cướp đi những objective. Bắt 2 rồi ạ. Con troll này nó farm nhanh quá. Tuy là chỉ là búa xét thôi. Chói là không bắt chói bất tỉnh, bất tỉnh đấy. Nếu mà là những mục tiêu không có BKB như kiểu là cái con Spec này mà đã Manta rồi thì bị con troll nó vào nó đấm nhau thì bắt chói liên tục là bất tỉnh. Doom thì có thể thoát được, Doom thì vẫn còn BKB 7 giây cơ. Về phần Abed thì trận đấu này tôi đánh giá là Abed đánh không hay. Thật sự con Storm đi đây, anh em nhìn KDA là biết. Giết 4, chết tận 3 mạng và Acid chỉ có 2 thôi. Network đang là thấp. Người gánh team nãy giờ thì lại là cái con Io. Hai lần rồi. Đấy không phải là lần đầu tiên mà Io cứu được Troll. Pha ganh ở trên top này khi mà ATG đang cố gắng ăn trụ 1 của T1 thì Io cũng đã đưa được Troll về. Và Io là người chết thay. Còn lần thứ hai thì thậm chí là Chris còn không phải nằm xuống. Chris thì cũng thường chia sẻ rằng là anh ta đánh Dota vì tiền. Chính xác. Cá nhân mình mà nói thì mình cũng nghĩ là đấy cũng là một cái động lực tốt. Muốn có tiền thì phải đánh hay. Thế thôi. Đúng. Nên là chúng ta sẽ không có chuyện là Chris sẽ là đánh kém. Đánh kém thì làm gì có chức vô địch gì đâu. Vâng, ai sai sai thì wow, quả Tanter này trông chiến quá nhỉ. Defect rồi. Defect rồi. Nào. Để xem là hai lần Ravet đến từ ai sai sai nó có chuẩn chỉ hay không đây. Đi thôi. Khai trương là Refet off cái. Bây giờ ba người đi. Refet off rồi Ravet các thứ hai lần ba người đi. Cucu đi đầu, ai sai sai chạm mặt luôn. Không vội vàng. Đó là một đoạn kê dành cho Cucu. Bây giờ thì Doom bắt được một người đó vị trí của anh chàng Chôn. Spec bật ulti lên, Io nối link vào, Io bị cản rồi, mất relocate rồi. Nhưng mà Troll thì đâm chết một người đó với chiêu Cucu. Trở lại sao đây, cú Ravet 1, cú Ravet 2. Bình tĩnh, ai sai không vội vàng. Giữ lại cho mình Ravet 2 đã, còn Spec thì mất cho mình đó là một cái bóng. Nhưng mà trong cái đó Sever đang bị lùa, không có ai cứu Sever cả. Vẫn đang về được này. T1 có vẻ như là vỡ lở. Hơi vội đến từ Cucu anh em ạ. Troll của ATG chỉ là bết thôi. Anh ta tin tưởng vào người đồng đội của mình là Chris. Và lần này thì Chris đã cứu được. Không có Rioket. Nhưng mà không sao cả. Anh ta với khả năng hồi máu đến từ Mekan, đến từ Holy Rocket vẫn đủ để cho ATG sống sót qua khỏi cái ulti của Doom. Và bây giờ với việc là ăn con Roshan thứ hai này, có cho mình đó là một cái Aegis. Shard thì đưa lại cho Io. Cái Shard của Io là sẽ có stun. Khi Tether tắt đi các thứ, tắt đúng không? Tắt đi nối lại sẽ có stun nếu mà mình không nhầm. Đâu đây là đi qua anh. À đi qua là có luôn à? Ủa thế thì dễ dùng luôn. Tôi nhớ là thế là mới sửa lại được trước là phải tắt đi mới có thì nó sẽ là hơi khó dùng. Bây giờ đi qua đã là có stun 1.75 như là cái ngày xưa cơ bản đấy. Ờ đúng rồi. Bây giờ đầu tiên đấy. Đi qua em có ngày xưa cái con Io này cái hồi nó mới ra là như thế mà. Đi qua là stun. Nhiều tác dụng lắm em ạ. Stun rồi thì có đam. Là chạy nhanh à? Thêm tốc chạy và... Không chỉ là dùng
cái relocate để cứu Chôn đâu, mà Chris còn liên tục dùng relocate để đẩy len để cho Chôn có thêm network. Và bây giờ thì ATG đang là cực kỳ giàu. Vâng, Cucu ơi, nên là đánh chậm lại. Nếu mà thật sự là bên phía của team T1 họ muốn êm chết được cái con Chôn này, tôi nghĩ phải chờ cái Orchid đến từ 23 Savage. Không phải để Orchid vào người của Chôn, mà là để Orchid và khóa IO. Khi là Cucu doom được thì Spec sẽ dùng ulti luôn và tìm vào vị trí IO và Orchid vào. Thì lúc đấy thì IO sẽ không cứu được. Thì may ra cái lượng đam dồn vào vị trí của ATG mới đủ. Nhưng bây giờ là đang khó nhá, khi mà ATG đã có cho mình một cái hồi sinh trên người rồi. 4 phút nữa mới hết cơ. Lúc này thì họ hơi tự tin, tức là họ cũng sẽ nắp chuẩn một cái doom vào người của Chôn. Còn Spec di chuyển ra đánh liên tiếp vào người IO để không cho IO có thể làm gì. Nhưng mà chung quy lại thì đấy, IO anh ta cũng có cần dùng relocate đâu. Nổ linh vào, búp tốc lên, nên là Chôn quay răng đấm chết doom luôn. Có mê khan, có relocate mà, nên là hồi máu kinh lắm anh em ạ. Trận đấu này nếu mà để đến phút thứ 32 này mà ai là người đang đánh hay nhất thì tôi tin chắc sẽ là Chris thôi. Chris. Nếu mà anh em xem game thì anh em cũng sẽ hiểu cái câu chuyện cái con IO này đang là người gánh team thôi, không phải là một con stop limit, không phải là một con Chôn chỉ farm. Rõ ràng Chôn farm thì ông carry nào mà chẳng làm được. Mà để giúp cho con Chôn này sống được, đấm được ở trong bát thì là IO của Chris. Và con Chôn này muốn giàu thì cũng là IO bám theo để có thể liên tục relocate đi farm, liên tục búp tốc chạy, di chuyển các bãi quái. T1 họ đang mất lợi thế với việc là Chôn đang có Aegis. Nhưng mà phút thứ 32 thì 4k tiền thì không phải là quá nhiều và T1 họ có thể chậm được. 4 phút nữa là đến phút thứ 36 cái Aegis trên người của Chôn hết. Thì lúc đấy là T1 tính toán đến việc combat cũng được, không cần phải vội vàng làm gì cả. Tạm thời đi, T1 ra đánh chậm lại. Chờ cho Doom có cái Siva đi. Có cái item để giảm bớt phần nào cái lượng sát thương dồn ra đến từ con Chôn này. Như là giảm khả năng hồi máu nữa. Khá quan trọng. Team Speak thì nó giống như Discord đấy anh em. Discord. Dùng để nói, Discord. Dùng để nói chuyện với nhau đấy. Dùng để giao tiếp. Thì các bạn cứ tưởng tượng là người phương Đông như chúng ta thì hay dùng Discord, nhưng mà người phương Tây thì họ lại không thích Discord, họ lại dùng Team Speak. Cipher bò lạc. Ôi trời ơi. Không kịp. Vâng, một góc đứng sai đến từ bên phía ATG. Không sao cả. Chỉ là một con sắp thôi. Nhưng mà em đang không biết là T1 sẽ chống trả kiểu gì nếu mà bây giờ EG trả lên high ground. Thật ra chỉ cần một combat chiến thắng thôi. Nhưng mà bảo là chưa giết được ai thì khó nhá, bởi vì rõ ràng Park với cả con ET là một con hầu ở trên high ground rất là tốt. Cứ dậm ngủ. Tất nhiên bây giờ T1 không muốn đánh, họ đang muốn chờ cái exit trên người của Chôn hết đã. Họ sẽ nhường đi những cái trụ ngoài, chấp nhận bỏ hết dàn trụ ngoài. Nhưng mà bên phía EG lên trụ 3 thì lại câu chuyện khác. Lại chưa chắc đã bút được đâu. ET dậm ngủ. Sau đó là Park clear creep cũng rất là mệt mỏi, không bút được ngay đâu. Lại phải lùi về và farm thêm thôi. Đây, IO thì cứ chở Chôn đi farm. ATG đánh sướng quá. Support gọi là đưa creep đến tận mồm rồi, chỉ có mỗi việc farm nữa, không giàu nữa thì thôi đấy. Bây giờ nếu mà có thêm một cái Sanonic nữa thì gần như là bất tử chắc. Hiện nay Git, BKB, sau đó còn có IO hỗ trợ. Chết được thì cũng là tài đấy. Xem Spec xem có thêm gì rồi. Orchid. Về phần của Doom thì đã có Siva. Abed trận đấu này lên BKB hơi muộn nhờ. Anh ta còn Abed bốn stone rồi thì Orchid Orkir còn đang muốn lên cả gậy xanh đây. Chưa thấy cái BKB đâu cả. Đây rồi anh ạ, đang quick buy rồi. EG có vẻ như không muốn chờ đợi nữa, họ muốn tận dụng cái Killer Git này. Chúng ta cùng chờ xem con đường mà con lực biên đến thì EG đang đi chưa, họ rời rạc quá nhỉ, đi đâu hơi rời rạc, chắc là follow theo ai sai sai, follow theo ai sai là chuẩn nhất. Bây giờ có David là sẽ có người bay tới. Vâng, ai sai sai lên Lincoln này. Lincoln game này chống được gì nhỉ? Doom búp Lincoln. Đúng rồi, búp cho Chôn là chính. Anh ta sẽ búp Lincoln để cho đối phương Doom trượt. Bảo vệ mình được em ạ, thật ra thì tác dụng. Con tai nó cũng sợ bị Doom mà. Bảo vệ mình được. Nào, di chuyển ra. Có cho mình. Ui, các bạn trông lượng máu của Silencer kìa. Vâng, nó là vô địch.
một turn thôi. 2-3 Savage cố gắng bắt lẻ sát bot mà không bắt được thì anh ta té luôn. Công nhận là crit nhanh. Bucket đang bị ping vào. T1 là một đội tuyển rất giỏi đấu rác game. Thậm chí là có những game đấu mà họ lật kèo kiểu 59-60 phút là bình thường. Chi đâu mà chi, anh em mới khan đâu anh em ơi. Con Eoy này nó hồi nó tính cả nó mà đây với cái tether này thì nó còn ích mấy lần đấy, ích một chấm mấy lần hồi máu lên mà test. Xong rồi hồi liếc test nữa cả, cả cái tether nó sẽ bật cả overcharge nữa, hồi máu kinh lắm. Cái tether này nó ích cái lượng hồi máu lên đây. HP AMP lại 1.3, xong rồi thêm cả cái hồi liếc là 35% thì bấm cái mechan nó phải là gần như là gấp đôi rồi. Mà silencer thì có bao nhiêu máu đâu, lý đốc khét cũng hồi nữa nên là hồi rất là nhiều, bấm phát là đầy mà. Tôi thấy một tình huống smoke rồi. Các đội viên của T1 không muốn chờ đợi, họ muốn sử dụng cho mình những cái skill để lấy lại một vài khoảng rừng đến từ bên phía của EZ. Nào, Fly lộ diện, mà có lẽ là Fly tiếp tục là một cái đốt đến từ Space. Chúng ta phải sủi khi mà thấy ATG đứng ở đây rồi. Vào đây, bật gì và có lẽ là chỉ để đi về. Trong đó thì Abed, Abed bị Doom, Abed dính cả coi và Abed chết rồi. Global Silence chả để làm gì cả. Abed tệ quá nhở. Rõ ràng bây giờ tôi nghĩ là bên phía team EG người mở combat phải là ai sai sai. Phải là cá Ravet chứ không phải là một con Storm. Sao Abed lại tràn vào? Mà tràn vào thì BKB luôn đi. Để cho con Doom nó dập sờ tăn, nó Doom thì chết luôn. Nếu cứ để game đấu này kéo về lết là chưa biết thế nào nhở. Chưa đủ tiền anh ạ. Đấy có rồi, vừa cầm ra rồi mà, có rồi. Thì ra lại bị con Doom nó chém cho. Nhà quê à? Thôi Abed tôi nghĩ là cái con Storm vậy cũng không hợp lắm với Abed đâu. Thấy chơi nhiều nhưng mà toàn gãy à. Bây giờ thua sấp mặt ra. Ô ô ô. Vâng là gì, không có đồ gì để bớ cả. Xem vừa thì cứ thế mà trốn thôi. Tập này một Ravage chết được Buck thì chắc là Tether cũng Ravage luôn. Buck đang đẩy lên kìa. Rất khó chịu. Họ biết rồi. Nhưng mà ca trốn thính thế. T1 giỏi drag game lắm. Đúng rồi, T1 họ đây là lối chơi của họ anh em. Đánh gì? Cái lối chơi này có đùm cái là họ chỉ đi drag thôi. Cái lối chơi này là giúp cho T1 có mặt ở TI mà. Họ chùm drag game, chùm câu lết để cho 2-3 Savage farm. Và bây giờ thì Spec cũng không hề kém cạnh so với cả Chôn. Cũng đang lên thua cả Nun để có thể đi bắt tiền. Sắp rồi. Nun là bắt lẽ có cái gót, thấy cái gót của con Sanser khó chịu quá. Sẽ là lên Nun, lên Nun sắp một rồi. Cái là tức là cứ bay đến vứt cái Nun ra cái xong để lại những con bóng là xong, là coi như là ông Sanser cứ đứng chết chân đấy thôi. Kể cả Glimmer kết với lại mệnh gót giải hết. Ông Abed này thì nào, check đồ rừng xem nào. Đồ rừng tier 4 thì có nhiều tác dụng rồi. Cipher vẫn đang cầm một cái tam bờ toy để cơ động hơn. Về phần EG đồ rừng tier 4 thì có một cái tham lép relic. Ninja kia dành cho Aisasa là tuyệt vời để anh ta có thể chọn vị trí đẹp và ra vết hai lần. Cái món đồ này có tốc chạy có, nữa. Có đồ san số 3 đúng không? Có đồ san số 3. Telescope. Spec à. Đồ san số 2 thì là có lẽ không cầm đâu. Đấy level L chuẩn level rồi. L cũng không cầm, đang muốn có một chút silent chăng? Mindbreaker à? Cu thì cầm Sacred Headband, cầm cái này để phá Linken anh em ạ. Cái này phá được Linken, phá Linken của Tai còn Doom. Hiện tại thì bọn mình cũng biết là ở trong cái layout in-game thì chúng ta có cái khiên thì nó hơi che qua cái phần item rừng một tí. Thì mình cũng đang báo với cả bên 2D để họ sửa lại. Mai anh em nha. Mai thì họ mai cập nhật. Đúng rồi, mai sẽ họ cập nhật. Tôi cũng thông báo cho anh em rồi, có gì anh em sẽ làm biết thôi. Tất nhiên nhìn vào đấy thì nó sẽ là rõ ràng hơn. Mà thôi, ở đấy thì mai bọn mình sẽ chỉnh sửa lại. Spec vẫn đang trung thành với cả một cái Mindbreaker. EG thì có thêm gì? ATG đang cầm Barin Squad thôi. Thực ra thì cái này thì 2D họ chỉ bắt theo là cứ một con Theo có 4 skill thì nó là như vậy. Họ không tính đến là kiểu có 6-7 skill nên là mấy con nó, cái HUD nó bị dài ra. Đâu phải ai chơi Dota đâu. Đúng rồi. Bắt Chôn đùm vào luôn, họ muốn giết Chôn luôn. Ravage đến bên phía của Titan và giờ thì chúng ta cùng chờ xem. Đó là của Spitter quá tốt nhưng mà Chôn nổi bóng nhiều quá. Chôn bị Zone Dam và đó là Spec bay đến. Nhưng mà Chôn đấm kìa. Và Spec luôn chứ còn gì nữa. Và bây giờ thì cả Snapback lên bảng rồi.
Với việc có đội linh đến từ bên CEO thì Zone quá khỏe các bạn ạ. Không thể nào vẫn kết thúc rồi. T1 họ lạ làm đúng cái combo mình đưa ra để có thể giết được Zone. Đó là Doom Zone và sau đó là Spike Ulti và Orchid vào đầu của EO. Nhưng mà có một việc họ làm không được, đó là cái con Spike này thì nó không có BKB. Thành ra anh ta bị chậm nhịp lại đến từ cái Ravage. Cả bóng, cả những con bóng của Spike cũng bị dính Ravage. Thành ra cái lượng đam dồn vào EO là không đủ. Và khi EO tỉnh dậy thì Crit vẫn có thể hồi máu dành cho ATG được. Và bây giờ thì là hỏng rồi. EK counter gank thành công. Và họ sẽ bình tĩnh để quay lại ăn cho mình con Roshan đã không vội vàng. Thêm một cái refresh chat. Tai luôn nhỉ? Triple Ravage luôn. Hay là có thể đưa cho Storm để có thể hai lần Black Hole Mini chăng? Nhưng mà Storm thì đã có cho mình gậy xanh rồi, có thể túm tóc nhiều người. Và tôi nghĩ sẽ là Tai thì không biết bỏ gì, bỏ sâu linh sợ thiếu mana. Tôi nghĩ là Tai vẫn cầm, ok. Vẫn cầm. Ui trời ơi, cơ bản là cầm phô mai thế nhá. Cái refresh chat này cũng không mất mana, Tai cầm được. Crit thì ui, thêm một cục phô mai còn bao cười nữa thì cứu người, nó là vô địch chứ còn gì nữa. Dẻo quá, Crit đánh quá dẻo. Bây giờ, nhưng mà chỉ một con bóng thôi thì không đủ. Anh ta phải cần khoảng 2-3 con bóng, trong thậm chí là bên cạnh Fly lại còn có cả Crit. Thôi đi, đấy chỉ là một cái Ultimate Mini, không vấn đề gì cả. Vâng, rõ ràng là đấy, anh em thấy rồi đấy, những con bóng, thêm cả Mata các thứ. Spike thì không có BKB, nên là dính Ravage thì coi như là bị không có đam luôn. Con Io này nó cũng không nghèo đâu, nó cũng giàu rồi. Lên cả Vladimir để hỗ trợ hồi máu dành cho ATG. ATG bây giờ có một loại hồi máu này. Ulti là loại thứ hai, Vladimir là loại thứ ba. Và tí nữa mà anh ta cầm cả cái Bardin Sword lên thì là bốn loại hồi máu luôn. Sẽ hút máu rất nhiều. Tuy cái này đã fix lại là nó cộng dồn không phải là quá lớn nữa, nhưng mà hồi vẫn cứ là dã man thôi. Quyết định đánh chủ động đến từ EZ. Doom đăng lên Refet Orb. Nhưng mà trong cái đó thì Slapfire bị bớ rồi. Chắc là không cần phải nhìn các bạn ạ. Quá nhanh. Anh ta muốn cắt grip thì phải. Anh ta muốn cắt grip. Spike cũng vậy luôn. Nhưng mà Spike rất cẩn thận. Biết rằng là Storm có thể bay đến. T1 lại Drag game các bạn ạ. Lại đến. Drag bằng ngược. Drag đến chết thì thôi. Nhưng mà ơi, con Spike đang bị lừa nhá. Storm thấy rồi. Hello my friend. Vâng, Silent vào, Spike dính Kravet và Zone cũng đến. Tạm biệt hai bạn Kravet và chắc không hề có buyback trong tiếng này. The Dark Game của chúng tôi này. Vâng, nhìn Drag xem ai sai sai, bấm luôn cả Refet Orb. Để bây giờ nếu gặp ai thì lại tiếp tục là Kravet luôn. Không bao giờ phải nghĩ nhiều. Nào, bắt lên á, cái gì? Cancel Teleport luôn. Cút thôi. Và tôi có cảm giác là EZ chuẩn bị thắng rồi. Spike 60 giây nữa mà hồi sinh. Rất khó. Một nguồn sát thương chủ yếu đến từ bên phía của team T1. Và con trôn này thì khỏi phải nói, cái tốc độ nó hút trông kìa. Cú combo nhẹ thôi, đều trêu đối phương tí. 40 giây nữa, EG không chắc là đối phương có buyback hay không. Nhưng mà trong cái đó thì Park sẽ cố gắng lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Không chắc lắm. Lên top thôi. Ở trên thì là không có rồi. Rõ ràng là Spike không hề có buyback. Không có. Nhưng mà EG thì không biết. EG cứ ước chừng là đối phương chưa buyback. Mình chưa phải làm gì cả. Nào dồn hồi máu rất nhanh thôi. Anh đã chả quan tâm đến Ultimate đến từ Slapfire làm gì. Doom đến. Ăn ngay một cú Abyssal Blade vào hồn. Và Doom chết chạy. Doom có buyback. Bắt đến và blink vào cái tay giờ ạ. Vâng, cái tether đấy nó có kèm thêm một cái stun khi mà nó đó là một cái sắc. Và EZ vẫn cực kỳ bình thản. Một lối chơi quá khoa học đến từ EZ. Và có vẻ như là T1 quyết định ODI rồi. Nếu mà không thắng thì hãy thua thật nhanh. Sở bốc ra thôi, Doom có thể buyback được. Chơi thôi, tầm này thì còn gì để mất đâu. Sở bách chưa có buyback. Sở bách thiếu tiền. Spike không được chết. Nếu anh ta chết thì có lẽ là T1 sẽ không đi luôn. Còn cố gắng dồn đam người của anh chàng Io bị dồn nhát quá. Io đó là cú đam hết quá đẹp. Tên bên phía hai ba anh chàng đó là ai dài dài với tôi rồi. Spike lên bảng thì chơi bời gì nữa. Có vẻ như là T1 cần phải
từ bỏ thôi các bạn ạ. Tớ bách lên bảng 70 giây, Doom thì bye bách rồi, và Easy chuẩn bị có cho mình Mega Creep. Game đấu này nó sắp ngã ngũ rồi. Tiếp tục một cú quá đẹp đến 23 mét, và trận đấu mình tin là đã kết thúc. Pepper lên bảng, Bắc đã bay bách ra, nhưng mà GG được tồn đến từ bên phía của T1. 1-0 dành cho EG trong game đấu này khi mà IO của Chris đánh quá anh em ạ. Một trận đấu mà Abed không thể hiện được quá nhiều. Không sao cả, những người đồng đội của anh ta, ai sai sai cùng với cả Chris, cặp đôi đi land off đã gánh team. Và đây là chiến thắng thuyết phục của EG trước T1. Vâng, game đấu đầu tiên kết thúc rồi. Vâng, vừa rồi là trận đấu đầu tiên trong cái lượt trận bò 2 giữa team EG và T1. Mặc dù là T1 cũng cho thấy rằng là họ là một trong đội tuyển drag game em thấy là cũng khó chịu đúng không? Nhưng mà EG cho thấy rằng là họ đang thể hiện một cái kỹ năng gọi là khác biệt hoàn toàn so với cả T1. Chris, đặc biệt là Chris, thực sự Chris chính là MVP của trận đấu rồi. Những cái pha cứu chôn thì nó đúng là khiến cho các thành viên bên phía T1 họ mất nhịp. Rõ ràng là nếu mà họ bắt được chôn thì không chỉ dừng lại là giết được carry đâu. Vào khoảng phút thứ 25, 27 đấy, họ mà giết